Xin chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn về 10 sự thật của ô tô điện mà ít người muốn nghe. Tuy rằng ô tô điện đang ngày càng phổ biến, nhưng những ai có ý định mua chúng cần được nghe về những sự thật này. Số 1. Ô tô điện không xanh như bạn nghĩ. Vào năm 2019, trong một bài báo có tiêu đề xe điện được cho là xanh, nhưng sự thật thì không hẳn như vậy. Kênh CBC đã giải thích rằng ô tô điện không tạo ra khí thải nhưng các bộ phận của nó vẫn liên quan tới phát thải carbon. Người tiêu dùng cần lưu ý rằng hãng sản xuất xe điện có thể tạo ra ô nhiễm. Hơn nữa, một nghiên cứu của Viện Công nghệ Massachusetts đã chỉ ra rằng việc sản xuất pin cho xe điện thậm chí còn tạo ra nhiều khí thải hơn so với việc chế tạo một phương tiện truyền thống. Thứ hai là pin xe điện hỏng là chất thải rất nguy hại. Khi pin trên một chiếc Tesla Model 3 hoặc Nissan Leaf sắp hết, người dùng có thể thấy rằng những loại pin này không phân hủy sinh học và chúng thực sự có hại cho môi trường. Tờ báo The Orange County Register, California, Mỹ cho biết hầu hết các loại pin sẽ phải được tháo dỡ và tái chế hoặc xử lý như chất thải nguy hại. Các phương tiện truyền thông cũng đề cập đến số liệu thống kê cho thấy rằng bất chấp những nỗ lực tích cực của California để kết thúc để phát triển xe điện, bang này không có bất kỳ cơ sở tái chế pin ô tô điện nào. Đứng thứ ba là hệ thống trạm sạc cho xe điện. Thực tế, cho đến nay, hầu hết các nhà phân tích đều đồng tình rằng cơ sở hạ tầng sạc có sẵn không thể theo kịp nhu cầu với xe điện. Theo một nghiên cứu năm 2022 của tổ chức Power, người tiêu dùng Mỹ ít hài lòng hơn so với trạm sạc cấp độ 2 vào năm 2022 và so với năm 2021. Đồng thời, mức độ hài lòng so với bộ sạc nhanh DC là dòng điện một chiều, danh mục cũng giữ nguyên chứ không gia tăng. Đứng thứ tư là lớp ô tô điện mòn nhanh hơn. Đây là một thực tế ít được biết đến. Đó là lớp xe điện mòn nhanh hơn so với xe chạy bằng động cơ đốt trong truyền thống. Hệ thống truyền động điện hiệu quả cao mang lại khả năng tăng tốc giống như xe thể thao. Điều đó có nghĩa là xe điện gây áp lực lên lớp xe nhiều hơn so với các phương tiện truyền thống. Một lý do nữa khiến lớp xe điện nhanh chóng hỏng hơn đó là vì có lượng xe điện rất lớn hơn khá nhiều so với xe động cơ đốt trong. Số 5 là không có đủ thợ máy và kỹ thuật viên lành nghề để bảo dưỡng xe điện. Một số chuyên gia bày tỏ lo ngại về lực lượng lao động cần thiết để sửa chữa xe điện trong bối cảnh số lượng xe điện tăng lên do các nhà sản xuất ô tô tiến xa hơn với chiến lược điện khí hóa của họ. Ví dụ như vào tháng 1 năm 2023, Viện Công nghiệp ô tô Vương quốc Anh đã đề cập rằng chỉ 16% kỹ thuật viên ở Anh có kỹ năng phù hợp để bảo dưỡng và xử lý các vấn đề với xe điện. Chắc chắn, Vương quốc Anh không phải là thị trường duy nhất gặp phải vấn đề này. Số 6. Thời gian sạc lâu hơn. Hầu hết mọi người đều biết rằng xe điện tốn nhiều thời gian hơn so với việc sử dụng xe động cơ đốt trong. Trang thông tin xe hơi Kelley Blue Book lập ra một cuộc khảo sát để ước tính thời gian sạc dựa trên màu sạc cấp độ 2, tập trung vào một số kiểu xe đời 2022 và 2023. Cuối cùng, kết luận được đưa ra là phải mất tới 8 giờ để sạc một chiếc Polestar 2023 và Tesla Model 3 2022. Trong khi đó, chủ xe cũng mất tới 12 giờ để sạc Tesla Model S 2022 và 10 giờ để sạc một chiếc Chevrolet Bolt 2023 trong trường hợp khẩn cấp. Khi bạn cần di chuyển ngay lập tức, thời gian sạc lâu có thể trở thành một hậm họa. Số 7 là giá xe điện đã qua sử dụng vẫn còn cao. Nếu các bạn tìm kiếm những chiếc ô tô điện đã qua sử dụng, bạn có thể thấy rằng giá của chúng đã bắt đầu giảm. Tuy nhiên, đừng mong đợi một mức giảm khá giá ấn tượng vì xe điện vẫn còn quá đắt đối với người tiêu dùng thông thường. Đài phát thanh NPR giải thích rằng giá không có khả năng giảm sớm. Để so sánh theo Kelley Blue Book, giá giao dịch xe mới tại Mỹ trung bình là 48.763 đô la,
quy đổi ra khoảng 1,1 tỷ đồng trong quý đầu tiên của năm 2023. Số 8. Nhiệt độ cao ảnh hưởng tới phạm vi hoạt động. Mùa hè đang đến rất nhanh và nhiều người sẽ muốn tìm mua một chiếc ô tô điện. Tuy nhiên, trước khi bạn dành toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình cho một chiếc xe điện, bạn nên tìm hiểu xem nó có thể xử lý nhiệt độ cao tốt như thế nào. Nhiệt độ thực sự nóng có tác động mạnh mẽ đến phạm vi hoạt động của xe. Theo một nghiên cứu của công ty cung cấp dịch vụ giao thông IAA, khi nhiệt độ ngoài trời lên tới 35 độ C hoặc cao hơn, và hành khách có bật điều hòa, quãng đường di chuyển của ô tô điện sẽ giảm tới 17%. Số 9. Nhạc sạc xe điện sẽ lâu hơn vào mùa đông. Nếu người dùng coi thời gian sạc lâu là một trong những nhược điểm lớn của việc sở hữu một chiếc xe điện, thì họ có thể trở nên khó chịu hơn trong mùa đông khi thời tiết lạnh giá sẽ kéo dài thời gian sạc hơn nữa. Theo thông tin, Kelly Bluewood cho biết, sạc pin qua đêm trong thời tiết lạnh giá có thể mất gấp đôi thời gian so với thông thường để sạc đầy. Trong khi đó, Yukata Motoaki, một nhà nghiên cứu ô tô điện thuộc nhóm nghiên cứu phương tiện tiên tiến của Phòng Thí nghiệm Quốc gia Idaho, Mỹ, nói rằng các nhà nghiên cứu về pin xe điện đã biết về sự suy giảm hiệu quả sạc dưới nhiệt độ lạnh trong một thời gian dài. Tuy nhiên, chưa có giải pháp tối ưu nào để khắc phục chúng. Và đứng thứ 10 là xe điện giảm phạm vi hoạt động khi nhiệt độ thấp. Theo nghiên cứu, công ty dịch vụ giao thông IAA cho thấy rằng không chỉ thời tiết nóng mà thời tiết mùa đông cũng ảnh hưởng đến phạm vi lái xe của ô tô điện. Nghiên cứu mới từ IAA cho biết rằng khi nhiệt độ giảm xuống âm 6 độ C và hệ thống sưởi thông gió điều hòa không khí được sử dụng để sưởi ấm bên trong xe, phạm vi lái xe trung bình giảm đến 41%. Điều này có nghĩa là cứ mỗi 160 km lái xe trong điều kiện đường hỗn hợp ở nhiệt độ âm 6 độ C, phạm vi hoạt động của xe sẽ giảm xuống còn 95 km. Và trên đây là 10 sự thật ít người biết về xe ô tô điện. Các bạn nếu thấy thông tin hữu ích thì có thể cho mình xin một like. Và các bạn mới lên kênh có thể đăng ký kênh để ủng hộ mình để tiếp tục theo dõi những video mới ra mắt trên kênh của mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.